xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Năm 1968, một sự kiện lịch sử đã xảy ra làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ đây, làm đảo lộn mọi toan tính của giới cầm quyền Mỹ. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt của quân giải phóng vào khắp các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam, với các hướng trọng điểm Sài Gòn, Huế và Khe Sanh, đã trở thành chiến trường nóng bỏng, bất ngờ nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đã làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ và buộc Mỹ đến bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chiến công và sự hy sinh anh dũng của các lực lượng vũ trang quân giải phóng, mà đặc biệt là của lực lượng biệt động Sài Gòn, đã làm nên hào khí ngút trời của một lớp người ra trận thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ đã đi vào lịch sử dân tộc trong sự kiện Mậu Thân 1968. Tháng 7 năm 2012, đoàn làm phim chúng tôi tìm đến Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, mong muốn được tìm hiểu tài liệu liên quan đến cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Một sự kiện được xem là bước ngoặt quan trọng đưa đến kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. 45 năm sau sự kiện Tết Mậu Thân, chúng tôi đã được phép tiếp cận với những tài liệu viết tay, những bản báo cáo từng một thời được xem là tuyệt mật. Thời gian đã làm phai màu giấy cũ, nhưng nội dung của những tài liệu này vẫn nóng hổi không khí chiến sự ác liệt, căng thẳng từ khắp các chiến trường gửi về Trung ương. Vì nhiều nguyên nhân, cho đến tận bây giờ, những tài liệu liên quan đến sự kiện trọng đại này vẫn còn nằm im lìm trong kho lưu trữ của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam mà chưa công bố rộng rãi. Tại đây, chúng tôi bắt đầu hành trình lật lại toàn bộ hồ sơ về một sự kiện đã để lại quá nhiều tranh cãi trong những nhận định, đánh giá của giới nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước về thắng lợi cũng như tổn thất của cách mạng Việt Nam vào mùa xuân lịch sử năm 1968. Kể từ lúc kế hoạch này mới hình thành cho đến lúc được tổ chức thực hiện trên toàn chiến trường miền Nam. Tết Mậu Thân nó có cái nguồn gốc từ những cái kế hoạch ban đầu chúng ta hình thành, mà chúng ta sau này gọi, một số nhà nghiên cứu gọi là kế hoạch Tết Sơn. Kế hoạch này được khởi phát vào cái lúc mà cái cuộc chiến ở miền Nam đang tiến dần đến những cái sự thay đổi. Cái chiến lược Việt chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền cũng như quân đội Sài Gòn tiến hành ở miền Nam thì đang gọi là bị xa lầy, bị thất bại. Về mặt quân sự, miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa được phân chia thành 4 vùng chiến thuật, mỗi vùng do một quân đoàn phụ trách. Trong đó, dùng 3 chiến thuật với trung tâm là Đô Thành Sài Gòn, cùng với những căn cứ Liên Hoàn, Biên Hòa, Long Bình, Vũng Tàu đã trở thành dùng có ý nghĩa chiến sự quyết định. Và đây cũng là nơi có các mục tiêu đầu não chiến tranh mà kế hoạch X nhắm tới. Năm 1961, để đối phó với phong trào đồng khởi đang lan rộng khắp miền Nam, Mỹ nhanh chóng triển khai chiến lược chiến tranh đặc biệt theo công thức quân đội Việt Nam Cộng Hòa cộng cố vấn Mỹ cộng vũ khí Mỹ cộng viện trợ kinh tế Mỹ bằng bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Lực lượng quân đội Sài Gòn với hơn 350.000 quân được hỗ trợ tối đa bởi hơn 2.600 cố vấn và hơn 8.200 lính Mỹ
thuộc các lực lượng đặc nhiệm. Cùng với hai chiến thuật tân kỳ trực thăng vận, thiết xa vận và các loại vũ khí tối tân nhất, đã thực hiện gần 4.000 cuộc hành quân càn quét để thành lập 17.000 ấp chiến lược trong chương trình quốc sách xây dựng quốc gia. Nhưng khi trận ấp Bắc diễn ra với thắng lợi thuộc về lực lượng du kích địa phương và hai đại đội của quân giải phóng, thì chiến lược này về cơ bản đã bị phá sản. Ấp Mắc thuộc xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cách Sài Gòn 65 cây số hướng tây nam, là địa bàn trú quân của đại đội 1 tiểu đoàn 514 và đại đội 1 tiểu đoàn 261 thuộc lực lượng bộ đội địa phương quân giải phóng. Ngày 2 tháng Giêng 1963, quân đội Sài Gòn huy động gần 1.800 quân do cố vấn Mỹ chỉ huy mở trận càn vào ấp Bắc, tìm và tiêu diệt lực lượng quân giải phóng tại đây. Kết quả trận đánh, như nhà báo Neil Sheehan phân tích, 350 quân Việt Cộng đã giữ vững trận địa và hạ nhục một quân đội hiện đại với quân số lớn gấp 4 lần, được trang bị xe bọc thép, trọng pháo, trực thăng và máy bay ném bom. Từ thắng lợi ấp Mắc, quân giải phóng liên tiếp mở nhiều đợt tấn công trên toàn miền Nam. Trọng tâm là vùng 2, vùng 3 chiến thuật và đã giành được những thắng lợi quan trọng. Từ trận Bình Giã tháng 12, 1964 tại Phước Tuy, cách Sài Gòn 67 cây số, đến trận Ba Gia tháng 5, 1965 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và trận Đồng Xoài tháng 6, 1965 tại Phước Long, đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Quân đội Sài Gòn bị tan rã từng mảng lớn với khoảng 160.000 lính đào ngũ trong 2 năm 1963-1964 và 87.000 vào năm 1965. Cùng lúc đó, xảy ra hàng chục cuộc đảo chánh liên tiếp đã khiến chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. Đây chính là thời cơ thuận lợi để Bộ Chánh trị và Trung ương Cục Miền Nam soạn thảo bản kế hoạch mang mật danh Kế hoạch X. Cái lúc Mỹ mà bị mình đánh ở Ba Gia, Đồng Xoài rồi, mình tiêu diệt cả chỉ người là cả các cái tiểu đoàn trong chiến đoàn nó rồi, tình thế của nó lúc bây giờ là gây go. Nếu mà kéo dài nữa thì nó thua đàng hoàng. Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt đó, thì Trung ương Đảng có chỉ thị là như vậy, là chúng ta cố gắng giành thắng lợi ở tại miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Tháng 12 năm 1963, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 9, nhận định rằng tổng công kích, tổng khởi nghĩa sẽ là hướng phát triển tất yếu của cách mạng miền Nam để đạt tới toàn thắng. Bộ Chính trị gồm 11 thành viên chính thức và 2 thành viên dự khuyết, với những gương mặt lãnh đạo nổi bật nhất của cách mạng Việt Nam, đã dự tính đến khả năng chiến thắng cuộc chiến này một cách nhanh chóng trước khi Mỹ quyết định đưa quân đội Mỹ đến cứu chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và từ mùa thu năm 1964, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã hạ quyết tâm tiến hành một đòn mạnh mẽ nhằm nhanh chóng tiêu diệt quân đội Việt Nam Cộng Hòa để giành thắng lợi quyết định. Tháng 5 năm 64 thì tôi được lệnh, được tuyên truyền về phụ trách cái đơn vị này. Một cái đơn vị mà hồi đó gọi là F-100 đấy, là cái đơn vị nó là biệt đồng của quân khu Sài Gòn Gia Đình. Mà sau này lần lần tôi mới biết rõ, khi nhận nhiệm vụ với sau này mới biết rõ rằng đơn vị này tổ chức ra để nhằm ý đồ cho cái chuyển tập cái chiến lược. Trong này là in tiền sẵn hết tất cả, tức là tiền của mặt trận giải phóng là in sẵn hết cả. Và định như vậy là năm 64 là sẽ giành thắng lợi. Cái chuẩn bị của mình là theo tôi biết, mà hồi đó tôi được lệnh
là phải mọi thứ này phải chuẩn bị xong á trước tháng 12 năm 65. Bên cạnh việc thành lập các đơn vị biệt động, Trung ương cũng điều các đơn vị chính quy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào chiến trường miền Nam, mở một loạt chiến dịch cấp trung đoàn và sứ đoàn với mục đích làm tan rã lực lượng quân đội Sài Gòn để chuẩn bị ra đòn tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Chiến dịch sẽ được bắt đầu sau khi quân đội Sài Gòn đã mất sức chiến đấu và sẽ hướng thẳng vào thành phố thủ phủ miền Nam Sài Gòn từ năm mũi khác nhau. Ta 4 năm đánh lớn một lần. Và cái năm bầu cử tổng thống, 64 ta cũng đánh Ba Gia, Bình Giã, Đồng Xoài. Và định là 65 làm một cái đại náo như là ông Chỉ nói, đánh 5 mục tiêu chuẩn bị như thế. Như vì quân Mỹ nó lấp ló có thể vào, mình kiềm chế. Sài Gòn nó chuẩn bị rồi. Bầu hãng Bộ Chính trị bầu kiềm chế chưa đánh. Mỹ không vào được là tốt nhất. Nhưng mà lúc đó thì Mỹ thấy là như vậy đó, Diệm chắc chắn là đảo. Cho nên là 63 thì như vậy là lật Diệm. Thì như vậy lật Diệm rồi á, thì cái đám sĩ quan của Ngụy đó, nó tranh giành nhau xảy ra mười mấy cuộc đảo tranh liên tiếp. Thì như vậy cái nguy cơ ấy, cho nên là như vậy á, là Mỹ là như vậy á, là đưa quân vào miền Nam. Cái vụ mà để đánh vào Sài Gòn đó, giải phóng miền Nam thì phải ngưng lại. Ta tiếp tục trên cơ sở đó, ta chuẩn bị để như vậy là đánh. Khi nào có thời cơ thì đánh. Nghĩa là nếu mình không vào thì nó chết mình ở 65 chứ không phải đến 68 đâu. Khi đứa con cưng Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra yếu kém trong sứ mệnh chống cộng, Tổng thống Lyndon Johnson đã quyết định đưa các sư đoàn quân viễn chinh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, trực tiếp tham chiến tại miền Nam Việt Nam và chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Sự kiện này vì sao được chính cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ Daniel Ellsberg thừa nhận. Theo tinh thần hiến chương Liên Hợp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta, tức nước Mỹ, công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, một sự xâm lược của Mỹ. Sự kiện Mỹ đổ quân vào bãi biển Đà Nẵng tháng 3 1965 đã làm ta tạm trì hoãn việc thực hiện kế hoạch X và kéo dài tiếp 3 năm sau đó. Sau những trận đầu thắng Mỹ tại Núi Thành, Quảng Nam và Vạn Tường, Quảng Ngãi, Lây Ma được xem là trận đối đầu trực diện, cân não đầu tiên giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Mỹ, mà trực tiếp là với Sư đoàn Kỵ binh bay số 1, được xem là một phát minh chiến thuật kỳ diệu nhất, hiện đại nhất của Mỹ sau Thế chiến thứ 2. Trung tâm điểm là trận đánh ở thung lũng Iadrang, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 năm 1965. Đây cũng là lần duy nhất trong suốt cuộc chiến 21 năm, một tiểu đoàn Mỹ bị xóa sổ, hai tiểu đoàn khác bị tiêu hao nặng. Một trận đánh mà theo lời Trung tá Moore, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, sư đoàn kỵ binh bay trực tiếp tham chiến, thì Iadrang là trận đánh làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam. Và nếu tin là có thể đánh bại được họ, thì sẽ còn phải tốn nhiều xương máu người Mỹ hơn nữa và sẽ không bao giờ tiêu diệt được chủ lực quân giải phóng miền Nam. Trận đầu đánh Mỹ của quân dân ta tại Pleymer đã giành quy thế vang dội với hai huân chương chiến công hạng nhất đã được trao cho chiến thắng này. Năm 1965 thì các đoàn nhà báo nói là đoàn nhà báo, nhưng mà thực tế thì là đó là những các cái đoàn cán bộ quân sự của Trung Quốc và của Cuba vào miền Nam. Thì nhà báo Cuba đã có hỏi ông Nguyễn Chí Thanh á, là bây giờ Mỹ mang quân vào miền Nam rồi thì bao giờ miền Nam thắng lợi. Thì ông Nguyễn Chí Thanh có trả lời là như vậy, là khi nào đó mà có mặt 500.000 quân Mỹ ở tại miền Nam thì miền Nam thắng lợi. Lúc đó đó tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật của Mỹ gấp 800 lần đó, Việt Nam. Thì
các nhà bình luận quân sự phương Tây người ta mới nói là như vậy, là một nước rất mạnh đánh một nước rất yếu, nhưng mà đã mang hết sức mình ra đó mà đánh mà không thắng thì có nghĩa là đã thua. Từ những năm 66 là đồng chí Lê Duẩn đã nói là mình không đủ sức tiêu diệt hơn 50 vạn quân Mỹ. Mỹ nó quân đông và nó mạnh, cho nên là phải tìm ra một cách đánh để làm thế nào cho Mỹ nó phải rút, nó khó khăn quá, nó nhai không được, nó hóc thì nó phải rút ra. Đánh để cho nó rút ra là rất khó, chứ không phải là đánh để tiêu diệt hết nó, vì mình không đủ sức như thế. Đấy là một cái ý kiến. Ý kiến thứ hai của đồng chí Lê Duẩn nói rằng nước Mỹ là giàu nhưng có nhược điểm của nó và không quen đánh lâu dài. Thường là Mỹ chỉ đánh nhiều nhất là 5 năm trong cuộc chiến tranh. Thường là 3-4 năm, nhiều nhất là 5 năm. Nếu bây giờ nhân dân ta có kiên trì được cuộc chiến đấu, giành thắng lợi từng bước, thì chúng ta đi được đến đích cuối cùng. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, khu vực Tam Giác Sắt, chiến khu Dương Minh Châu và chiến khu D được xem là căn cứ địa vững chắc của quân giải phóng miền Nam, là điểm cuối của đường mòn Hồ Chí Minh, nơi từ đây quân giải phóng sẽ xuất phát tấn công thẳng vào đô thành Sài Gòn. Với quyết tâm tiêu diệt tận gốc Việt Cộng, Mỹ đã mở nhiều chiến dịch đánh vào các vùng căn cứ cách mạng này. Trong đó có hai chiến dịch trọng điểm là Cedarfon đánh vào khu vực Tam Giác Sắt và Junction City đánh vào chiến khu Dương Minh Châu trong hai mùa khô 1965-1966, 1967. Sử dụng hai gọng kìm Bình Định và Tìm Việt trong chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ sẽ tìm và truy bắt bằng được những yếu nhân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Trung ương Cục Miền Nam, bẻ gãy xương sống Việt Cộng. Tướng Westmoreland tin tưởng rằng nước Mỹ chưa hề cho ra trận một lực lượng tinh nhuệ hiện chiến hơn lực lượng ở Việt Nam trong những năm 1966-1969. Nhưng quân đội Mỹ đã không được trang bị tốt những hiểu biết về phía đối phương của họ, và người Mỹ đã phải trả giá đắt. Chẳng những không tìm việc được quân giải phóng, mà ngược lại, họ còn bị chính đối phương truy lùng và tìm việc trong một thế trận chiến tranh du kích linh hoạt và rất hiệu quả. Những cuộc hành quân của Mỹ trong hai mùa khô 1965-1966-1966-1967 nhanh chóng rơi vào bế tắc và buộc phải từ bỏ nửa chừng. Kể cả trận càn Junction City, đỉnh cao của chiến lược tìm việc, huy động đến 45.000 quân, 300 máy bay lên thẳng, 3 phi đoàn máy bay vận tải cùng nhiều khí phụ chiến tranh tối tân nhất. Sau cái thất bại hai mùa khô ở Mỹ thì Westmoreland là có ý định là làm cái đòn phản công chiến lược lần thứ 3. Đấy, rõ ràng là nó có một ý định như thế. Và cho nên nó yêu cầu tăng quân. Có thể nói là cái Mậu Thuân là đỉnh cao nhất quân số Mỹ và Triều. Tức là Mỹ lúc bây giờ trên 500.000, nửa triệu. Tôi nhớ con số không chính xác nhưng mà được khoảng 530 mấy ngàn, là khái tế, tức là trên nửa triệu, cao nhất trong vấn đề đó. Và lúc bây giờ là nó đưa, lần đầu tiên nó đưa một cái lữ, một cái sư đoàn 101 dù đấy, từ Mỹ qua, một lữ, hai lữ với nền bộ chỉ, nhanh nhất trong vòng 72 tiếng hồ. Nghĩa là trong lịch sử mà vận tải đường không thì có cái đợt đó là nó nhanh nhất đấy. Những cái mạnh nhất ra hết rồi. Từ hai sư đoàn không vận kỵ binh bay là mới thành lập đầu tiên đã đưa sang đây cho là một phát minh kỹ thuật, dùng cả hai sư đoàn rồi, hiểu không? Rồi tên lửa, rồi B-52, rồi các máy cái kỹ thuật mà hàng rào mắc ra, các vũ khí điện tử, các cái thứ như vậy là dùng hết rồi, hết sức mạnh. Có 13 tàu sân bay thì tới 12 cái lần lượt đến đây rồi. Cho nên là sức mạnh như thế là đỉnh cao rồi. Lúc đó nó xảy ra là xảy ra, phải thấy nè, nó không phải là Mậu Thân. Có thể trước Mậu Thân, có thể sau Mậu Thân, nhưng mà nó xảy ra ở cái chỗ là cái thời điểm là đã mang chừng đó quân, mang hết lực lượng sang đó, nhưng mà không thắng được nữa rồi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thắng. Thì cái Mậu Thân nó xảy ra là vào cái lúc đó,
cái 500 ngàn quân đã xảy ra vào cái lúc đó, thì cái lúc đó là Mậu Thân. Cho nên là lịch sử không phải là vấn đề thời gian, mà lịch sử là vấn đề đó, sự kiện phát triển. Và tới lúc đó là hình thành đó, sự kiện lịch sử. Nếu 67 ta đã tiến công như Tết Mậu Thân thì không được. Bác Loan nó bảo, tôi chưa thực hiện xong kế hoạch 3 năm tiêu diệt gãy truyền thống Việt Cộng. Chiến tranh cục bộ chưa đến đỉnh cao, các anh chưa cho tôi quân hết, phải đánh một năm nữa ít nhất. Hiểu không? Nếu ta để 69 quá đi một năm qua cái tổng cử bầu cử tổng thống rồi, thì chưa chắc áp lực nó đã mạnh đến cái việc là phải Johnson từ chức như thế. Cho nên là cái đầu óc trí tuệ của Việt Nam này là tuyệt vời, đỉnh cao. Chẳng những nhịp vào dịp Tết Mậu Thân mà lại còn vào năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Hà Nội năm 1967 là nơi diễn ra những cuộc họp căng thẳng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương để tìm kiếm một kế hoạch tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1967-1968. Bộ Chính trị lưu ý về khả năng nếu không đi sớm một bước thì sang năm 1968, cách mạng miền Nam sẽ gặp bất lợi lớn khi quân đội Mỹ dưới áp lực của dư luận trong nước buộc phải dốc toàn lực thực hiện một hành động quân sự lớn để phá vỡ thế bế tắc và kết thúc chiến tranh theo cách họ muốn. Trong bối cảnh đó, tháng 5 năm 1967, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, chính ủy các lực lượng quân giải phóng được điều ra Bắc. Ở cương vị lãnh đạo cấp cao, ông là người am hiểu tường tận chiến trường này. Thời điểm cuối năm 1964, khi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được điều động vào Nam để chuẩn bị thực hiện kế hoạch Exit, ông đã trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân miền Nam. Không chỉ tìm ra cách đánh Mỹ, giải quyết tư tưởng ngán Mỹ trong quân dân, tổ chức các đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, giành đai diệt Mỹ sôi nổi trên toàn chiến trường, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập các sư đoàn chủ lực miền. Đang vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc kháng chiến ở miền Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột ra đi một ngày trước khi lên đường trở về chiến trường miền Nam. Cái chết của vị lãnh đạo cấp cao nhất của chiến trường đã để lại một lỗ hổng lớn cho cách mạng miền Nam. Để thay thế vào khoảng trống mà tướng Nguyễn Chí Thanh để lại trong khi thời cơ lịch sử đang đến gần, đồng chí Phạm Hùng đã được điều động vào miền Nam. Tư lệnh quân khu 5 Hoàng Văn Thái được điều làm tư lệnh quân giải phóng miền, tướng Trần Văn Trà làm phó tư lệnh. Giá mà cho đến thời điểm này mà các cái nước sở chủ nghĩa, những nước như Liên Xô, Trung Quốc, bạn bè chúng ta mà đồng ý ngồi họp lại có một tiếng nói chung phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ thì cuộc kháng chiến của chúng ta thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà cho đến thời điểm này là vẫn chưa thực hiện được cái điều đó. Cho nên lần này chúng ta làm kế hoạch là chúng ta rất bí mật. Chúng ta bí mật lắm, chúng ta bí mật với cả bạn bè chúng ta, không ai biết được, chúng ta chỉ có chúng ta biết với nhau. Mà ngay cả thì chúng ta biết với nhau trong cái hội nghị trung ương ấy, tức là vào giáp Tết rồi, tức là cái hội nghị trung ương mấy, 100 mấy ủy viên trung ương ấy có lỡ để lộ ra những cái thông tin thì lúc đó Tết Mậu Thân cũng bắt đầu khởi động lúc nào rồi. Bộ Chính trị đã tính đến 3 khả năng. Khả năng 1 là chúng ta toàn thắng, thực hiện được các cái mục tiêu chiến lược đề ra. Đó là cái mục tiêu của nhất. Mục tiêu thứ hai là ta thắng lớn nhưng chưa thực hiện được cái mục tiêu cuối cùng, chuyển sang cái thế giằng co ở vùng ven và trở lại cái hình thái cũ là đánh nông thôn và rừng núi. Và một cái khả năng thứ ba xấu nhất là Mỹ phiêu lưu, ngoan cố phiêu lưu, tăng thêm lực lượng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Nhưng khả năng thì ít. Thì cố gắng tranh thủ cái khả năng. Trong khi kế hoạch X hình thành từ cuối giai đoạn chiến tranh đặc biệt, chỉ nhắm đến mục tiêu đô thành Sài Gòn với một thắng lợi quyết định,
thì cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 vẫn lấy Sài Gòn làm trọng điểm, nhưng mở rộng ra ở khắp các đô thị trên toàn miền Nam, với một kế hoạch đang được phát triển toàn diện từ nghi binh cho đến việc phối hợp giữa các chiến trường để đạt được một trong ba khả năng đã đề ra. Thời cơ chiến lược đã rơi đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, khi quân Mỹ có mặt ở chiến trường miền Nam lên đến đỉnh cao, đã phô diễn hết sức mạnh qua hai mùa khô mà vẫn lâm vào bế tắc về mặt chiến lược, lại là năm bản lề trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trước giờ chiến dịch mở màn, vì nhiều lý do khác nhau, ba khả năng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã được chuyển dần thành mục tiêu thực hiện trận quyết chiến chiến lược giành chính quyền về tay nhân dân. Trong cái thư về Nam của Lê Duẩn thì có một cái bức điện. Bức điện đó là để ngày 18 tháng Giêng năm 1968. Tức là như vậy, trước khi nổ súng Mậu Thân ấy, là 13 ngày. Thì trong bức điện đó thì đó, đại ý là nói là cái này chỉ làm lung lay ý chí xâm lược của địch, buộc địch phải chuyển giai đoạn chiến lược, chứ không nói là như vậy giành chính quyền về tay nhân dân. Nó khác với cái khả năng một trong nghị quyết của ấy. Nhưng mà khi phổ biến cho ở dưới thì Trung ương Cục chỉ thị cho các địa phương là chỉ phổ biến khả năng một, chứ không phổ biến các cái khả năng khác để khỏi ảnh hưởng đến quyết tâm. Cho nên từ cái chỗ là tính toán các cái khả năng như vậy, tôi là dồn sức để mà dứt điểm, cho nên đó là chúng ta xài xả láng tức là có bao nhiêu là xài hết. Chúng tôi chỉ được phổ biến tức là đánh trận cuối cùng, cho nên là chỉ có trận này mà thôi, sống chết mà thôi, cho nên toàn bộ là dồn vào, cho nên đưa tất cả du kích lên làm chủ lực hết. Cái tinh thần lúc đó là cũng có những đồng chí cán bộ nói tức là quánh trận này thôi chứ sao còn giặc đâu nữa quánh. À, thì cũng có cái tinh thần như nãy mình nói đó, anh em mình lại hút vào cái khả năng một, tức là cái khả năng lấy luôn cái Sài Gòn, lấy luôn và coi như hết giặc. Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, và người ta không còn nhận ra thành phố này từng một thời là tâm điểm chú ý của thế giới trong khói lửa chiến tranh, mà đặc biệt là trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Từ những cư dân thành thị bản địa hay những người nhập cư tìm kiếm cơ hội mưu sinh đều gắn bó với thành phố này như ruột thịt. Nên câu chuyện thật dễ hiểu tại sao khi được phổ biến về cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, tất cả những người trong cuộc đều nung nấu một khát vọng là được đánh trận cuối cùng để giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Và họ đã dốc toàn lực để chuẩn bị cho trận đánh lịch sử, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.